Rồi chào các bạn mọi người nha. Hôm nay mình quay là bộ bộ hai máy cắt thôi nha. Đây là hai máy, đó chính là Kubota DC60 và DC100.5S thôi nha. Là máy nha, máy cắt thôi nha. Đây là kỹ sư hôm nay được việc tích mới đáng Nhâm Dần 2022 đó nha. Và hai máy, rồi còn đây máy cổ Minh Phong và máy cổ Thái Minh Tây nha. Rồi hôm nay đang gặp chiếc C60 đó nha. Đây là hai thử một coi á, để coi cái máy vay chiếc xe cần cẩu. Đó chính là sáng dây nha. Hình như nó là chiếc KH1000 á. Nó từ hãy thử mình vay nha. Đây chính là chiếc máy cụm phong á nha, DC60 qua nha. Và đây chiếc DC105 của Thái Bình Tây, của chú Ba Nhỏ ở Kinh Xô Chợ Ma nha. Hôm nay việc máy của anh Thái á, xài 4 năm nha. Còn đây chiếc máy của Phong ở chợ Tân Phước nha. Thôi nha. Còn đây hỗ trợ cho chiếc máy cài Zeto 674. Cùng với chung với mẹ của tôi được hai thử mình thể mình gặp thôi nha, mình gặp chiếc DC100.5 nha. Sau khi bà chỉ còn hai thử mình coi á, làm máy á nha, máy cắt thôi nha. Nên là hôm nay hai thợ mình quay là có cảnh canh tác lúa nha. Mình coi sáng để coi bông chín chưa, tới mùng 6 này cắt rồi. Lúa năm nay trúng mùa nha, mà phải rồi trong sân mà thôi nha. Mình đây giao cho hai máy để mình coi nha. Nên là có cảnh đó nha, hôm nay lúa còn xanh lẹ luôn. Nên là tất cả này á, việc canh tác này lúa này ruộng cũng không nha. Đồng ở Tiền Giang nha, cho gạo nha. Và cái lại á nha. Nên là được để tập trung để năm nay kiểm soát cho cây lúa nha. Đây là cùng với cho hai máy bộ bộ cặp chiếc máy cụm phong và máy của Thái Minh Tây qua nha. Này hai thợ mình coi nha. Xin tạm dừng kết thúc. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong lần sau nha.